sao cứ để cho ngày chậm lại, sao cứ để yêu thương trôi hết. Anh còn phải lo việc trọng đại và em lại đêm mơ mộng trôi vớt. Dừng tay lại là lúc anh thấy tụi mình khác với loài người kia. Bằng cách nào đó anh vẫn chọn em vào lúc anh uống thật nhiều bia. Xin để đời là hai đứa nhóc đồ chờ cắm tóc vào đầu xăm da. Chưa bao giờ anh ngủ ngon giấc vì sống cô độc mười mấy năm qua. Sẽ còn rất nhiều điều muốn nói vào ngày đầu tiên hai ta gặp, như những quả bóng chạy trên sân cỏ và trái tim anh còn va đập. Chấp nhận lời cầu tình từ anh và từ chối họ nhẹ nhàng nhất. Có nhiều người nói rằng em rất phụ nhưng vụ luôn thấy em ngầu. Chắc là nếu của em là cuộc thi chạy thì chân có gãy cũng phải đua. Lần tỏ tình là một trận đấu thì anh có rất là nhiều chuỗi thua. Anh không muốn mình như xúc xắc khúc mắc và chẳng tin nhau. Càng không muốn nhiều nút thắt chốc lát phải lặng thinh đâu. Ngồi yên tình duyên tới với tư cách là thành viên mới cho anh. Được cạnh bên gối kề để xây quên cả lối về. Cho đến khi ta lớn on, cho đến khi ta khôn, cho đến khi xa trốn on, chờ đâu đớn ngoài hôn. Cho đến khi ta lớn on, cho đến khi ta khôn, cho đến khi xa trốn on, chờ đâu đớn ngoài hôn. Cho đến khi ta lớn on, cho đến khi ta khôn, cho đến khi ta lớn on, cho đến khi ta khôn. Cho đến khi tụi mình nhìn lại không còn ngại khi cùng đi tắm. Anh có thể nâng cả trái đất miễn là tay kia em đang nắm. Người thì công việc làm không hết, người thì ăn trong bếp không mỏi, người thì về nằm lăn một góc, còn người thì ngủ một giấc không hỏi. Anh luôn nghĩ về chuyện tương lai sau này cưới nhau đồ các kiểu, nhưng tồn tại sâu bên trong ánh mắt của em là muôn vàn cách hiểu. Thử mơ mộng, thử đến mắt và ngủ một giấc để thấy mình khác đi. Em còn nhiều nơi chưa tới, khoanh vòng lại rồi để hôm khác đi. Hiện tại là em chưa lớn, cuộc sống nhỏ vẫn còn xoay vòng. Năm cấp 3 vẫn còn chưa hết, chưa kịp nghĩ tới chuyện vợ hay chồng. Phải thật cố gắng để không phụ lòng những gì ba mẹ đã vun đắp. Nhưng thế đéo nào anh vẫn được em từ năm tiểu học đến trung cấp. Cho đến một bữa tình cảm sống không biết đến từ hướng nào nữa, anh nguyện nhận phần cô đơn còn lại từ em mà không thể bào chữa. Sau này anh sẽ không đứt váy, gọi điện không cúp máy, muốn ăn muốn quậy cứ phone là chút thấy. Đến nơi wifi mạnh chống cùng nhau tận thế giới, sẽ sinh ra thế hệ mới màu hồng khắp ở muôn nơi. Cho đến khi ta lớn.